Tối 23 tháng 3 tại Hà Nội, buổi lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 đã diễn ra. Mở đầu chương trình là những chia sẻ ngắn của các đại biểu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2023 về chủ đề Khát vọng thanh xuân. Các gương mặt trẻ bày tỏ cảm xúc tự hào cũng như chia sẻ những khát vọng thúc đẩy, khát vọng cống hiến trong lĩnh vực của mình. Có cả những câu chuyện đặc sắc đầy cảm hứng gắn với hành trình tiên phong và cống hiến cùng sự bền bỉ. Phát biểu tại lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chúc mừng tất cả các gương mặt trẻ về những thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao cúp biểu trưng và bằng khen tặng 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao cúp biểu trưng và bằng khen tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các bạn trẻ, tạo động lực phát triển tài năng trẻ, góp phần củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội, đội, cũng như thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.